Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món củ cải ngâm nước mắm nha các bạn. Để làm món củ cải ngâm nước mắm thì đầu tiên là chúng ta cần có củ cải trắng. Củ cải trắng thì sau khi mua về các bạn rửa sạch, sau đó các bạn cắt nhỏ, cắt tùy thích thôi, các bạn muốn miếng lớn hay miếng nhỏ gì thì tùy. Cũng có khi làm món này thì củ cải trắng mình sẽ giữ nguyên vỏ, không bỏ vỏ đi. Nhưng mà với kinh nghiệm của mình thì khi mà mình để nguyên vỏ củ cải trắng mình làm thì miếng củ cải nó sẽ rất là bị thâm đen, nhìn không có đẹp. Nhưng mà nếu như mà các bạn vẫn thích giữ luôn cái vỏ củ cải không bỏ đi thì cũng được, không sao cả, cũng ngon thôi, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của cái món củ cải ngâm nước mắm cả. Mình cũng cắt thêm một ít củ cà rốt. Làm món này thì thường là sẽ không có củ cà rốt, nhưng mà do là nhà mình còn ít cà rốt nên thôi mình làm chung luôn, nhìn cho nó đẹp mà nó cũng ngon nữa. Chứ củ cải ngâm nước mắm thì mình chỉ có củ cải nè, ớt và tỏi thôi, rồi nước mắm đường. Chứ mình cũng ít khi dùng cà rốt lắm, nhưng mà tại vì sẵn tiện ở nhà có thì mình làm luôn, cho đẹp thêm chút xíu cũng được, không sao. Củ cải và cà rốt sau khi các bạn cắt xong thì mình sẽ bỏ vào một chút xíu muối, mình trộn đều lên và mình ngâm khoảng chừng 10-15 phút. Thì muối sẽ giúp cho phần củ cải trắng và cà rốt ra bớt nước. Sau khi mà mình ngâm được khoảng từ 15 cho đến 20 phút thì các bạn sẽ thấy là phần củ cải trắng và cà rốt này ra nước khá là nhiều. Thì mình sẽ vắt lại một lần nữa cho ráo, rồi sau đó thì mình để vào trong một cái mâm inox hoặc các bạn để vào rổ thưa cũng được, và mình sẽ đem đi phơi nắng. Để làm món này thì mình cần thêm là vài tép tỏi mình cắt lát, và vài trái ớt hiểm mình để chung vô rồi mình đem phơi khô luôn. Phơi nắng thì các bạn lưu ý là mình sẽ phơi một nắng và mình chọn nắng to mình phơi, để cho cái phần củ của mình nó được khô hẳn đi, không còn ẩm nước, thì lúc mình ngâm ăn sẽ ngon nè, giòn hơn, và mình bảo quản được cái món này lâu hơn nữa. Đó là lý do mà vì sao mà những cái món như là dưa món nè, dưa cải chua hay là củ cải ngâm nước mắm hoặc thậm chí là củ kiệu thì người ta sẽ hay làm vào những cái dịp gần Tết, là do vào cái thời điểm đó thì thời tiết là gần như không có mưa và nắng nhiều khô, cho nên là mình làm bất cứ món gì mình chỉ cần phơi qua một nắng to như vậy là mang vào là bắt đầu mình ngâm, là khoảng từ 5-7 ngày là mình ăn được rồi. Kế đến là chúng ta sẽ cùng làm phần nước mắm đường để ngâm món củ cải ngâm nước mắm này. Thì mình sẽ làm nước mắm đường với tỷ lệ là cứ một chén nước mắm thì sẽ dùng là một chén đường. Nếu mình làm ít thì mình lường là nửa chén nước mắm, nửa chén đường. Hoặc các bạn dùng muỗng, dùng bất cứ vật gì cũng vậy. Cái nào mà để đông nước mắm thì mình lấy cái đó mình đông đường luôn. Và tỷ lệ là 1-1. Cứ một nước mắm thì một đường. Rồi các bạn nấu lên trên bếp, nấu trên bếp cho nó tan chảy ra, không cần để sôi cũng được. Rồi mình sẽ để cho nguội hẳn. Sau đó một lát nữa mình phơi củ cải trắng xong là mình đem vô mình ngâm. Sau khi phơi khô thì phần củ cải, củ cà rốt, ớt cũng như tỏi đã bắt đầu héo lại. Các bạn sẽ cho vào trong một cái hộp hoặc là hũ thủy tinh. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái phần nước mắm đường mà mình đã thắng lúc nãy vào. Các bạn sẽ dùng một vật nặng. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái dĩa mình đè lên trên để cho cái phần cà rốt, củ cải trắng cũng như tỏi và ớt không bị nổi lên, mà nó sẽ được chìm dưới nước mắm, nó thấm đều hơn. Và các bạn đậy kín nắp lại, mình sẽ để ở nhiệt độ thường, nhiệt độ phòng từ 3-4 ngày. Hoặc nếu mà các bạn thích ăn thấm nhiều thì mình sẽ để khoảng 5 ngày 1 tuần. Rồi sau đó là mình mở ra mình nếm thử coi là nó thấm như thế này là vừa miệng mình chưa. Nếu được rồi thì các bạn ăn. Còn nếu mà cảm thấy như thế này chưa thấm thì các bạn ngâm lâu hơn chút xíu nữa.
Nhưng mà sau khi mà các bạn đã nếm mà vừa khẩu vị mình rồi mà các bạn muốn để ăn lâu thì các bạn phải bảo quản trong tủ lạnh nha. Và đây là thành quả của mình sau khi ngâm khoảng 5 ngày nha các bạn. Củ cải ngâm nước mắm thì mình sẽ dở ra cho các bạn xem là bên trong là củ cải ngâm nước mắm là có cái màu mà hơi ngã nâu nâu chút xíu, do là thấm cái màu của nước mắm. Và cái cọng củ cải trắng là các bạn để ý rất là trong, nó có cái màu trong và khi ăn là rất là giòn. Thì món này là các bạn ăn với cơm nóng cũng ngon, mà mình thấy ăn ngon nhất là với bánh tét. Ngày Tết thì thường là có bánh chưng, bánh tét, mà nhiều khi ăn nhiều hoặc ăn nếp nhiều quá thì mình cũng ngán, nên là có một chút dưa món hoặc là những món như củ cải ngâm nước mắm như thế này nè, hoặc là củ kiệu nữa, là kẹp chung với bánh tét ăn là đỡ ngán mà cực kỳ ngon. Ở đây thì hôm nay mình làm không có bánh tét nên là mình ăn với cơm. Chúc các bạn làm món củ cải ngâm nước mắm này thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mong rằng các bạn sẽ like, share cũng như subscribe để ủng hộ cho Ghiền Nấu Ăn ra thêm nhiều món mới nhé.